mà bên đây thì rất là sáng và rất là đặc biệt. Hôm nay là ngày Halloween rồi. Và ở đằng trước sân của nhà chị đó thì hàng xóm của chị trang trí Halloween rất là ghê và rất là đẹp luôn. Bây giờ chúng ta ra đó coi nha. Bây giờ chưa ra được, bây giờ còn sáng không có đẹp, mình phải chờ tới tối người ta thắp đèn lên mới đẹp. Em bơ có muốn ra coi không? Bây giờ là trời tối rồi này các em. Bây giờ chúng ta sẽ qua nhà hàng xóm nha. Bên đó là nhà hàng xóm nhà chị. Ở bên đây cũng là nhà hàng xóm luôn, nhưng mà bên đây thì rất là sáng và rất là đặc biệt. We should drive there and then... Wow, đây là nhà hàng xóm của chị Kimber đây. Có rất là nhiều cái mộ luôn các em. Ghê quá, có rất là nhiều đèn nữa nè. Ghê quá, ghê quá. Có một con ma. Scary. Wow. Rất là nhiều ma. Và đi trở lại đi. Để cho đi. Anh đi say hello. Call in at night? Yes. Alrighty. Yeah, it's getting cold. Nice setup though. Are the name on the tombstone celebrities? Yes, they are from this year. I was wondering, yeah. Cô hàng xóm đang ngồi để dọn dẹp các em, tại vì bây giờ là cũng khoảng 9-10 giờ rồi. Các em nhỏ đã đi xin kẹo hết rồi, cho nên người ta đã tắt đèn. Và cái cô hàng xóm thì đang ngồi dọn dẹp một tí xíu rồi vào ngủ đó. Và anh MD đã hỏi cô chủ nhà là có phải tên của những người ở trên những cái bia mộ này là tên những người nổi tiếng hay không? Thì cô chủ nhà nói đúng rồi. Tại hồi nãy chị Kimber có thấy John McCain ở trên cái bia mộ nữa, và có hình lá cờ Mỹ nữa. Và cô chủ nhà nói ừ đúng rồi, và mỗi năm nhà của cô ấy đều làm những cái người nổi tiếng khác nhau, những người mà mất trong năm nay đó các em. There's no lights on them though. Wow. Hi, pet. How you do your stuff? Bây giờ chị Kimber đưa cái máy quay phim cho anh Andy để cho anh Andy có nhiệm vụ là quay phim. Wow, những cái đầu rất là ghê luôn hả các em? Wow, ghê quá đi. Wow, this is kind of creepy. Yeah. I just put all my rats away, sorry. It's okay, no. I'm more... Okay. Go look around, feel free. Thank you. Oh, yeah, it's fine. Wow. Anh MD nói với cô chủ nhà là ghê quá. Và cô chủ nhà nói là và wow, kêu chị Kimber và anh đi cứ tự nhiên thoải mái đi xung quanh quay phim. Wow, có một cái xương sọ đang cắt cỏ này các em, và nó cắt luôn cái người ở dưới kìa. Oh my god. Yeah, that's what she said, she put that away. Yeah. I don't think we'll get it. Wow, cái đầu ghê thiệt.
Wow. This is Wow. Người ta làm rất là chi tiết luôn này các em nhìn vào trong những cái cỏ cũng có xương sọ nữa nè. Wow, that's looking good. Good job, good job. Have a good night. You too. Wow. Oh gosh. This is Wow. That's a really scary story. That's good. Huh? Yeah, that's what I thought it was celebrities when I saw his name. Oh, Mac Miller. Okay, that too. Thì cái nhà đó là cái nhà đối diện với nhà chị Kimber luôn á các em. Bây giờ hai anh chị sẽ đi vòng vòng thị trấn để xem coi có nhà ai mà trang trí ghê hay không nữa nha. Thì chị sẽ quay phim luôn. Như các em đã thấy là bây giờ nhà người ta tắt đèn hết rồi cho nên tối thui luôn. Tại vì trong ngày Halloween đó thì khi mà mình mở đèn lên có nghĩa là mình còn cho kẹo, thì các em nhỏ sẽ thấy nhà mình có đèn sẽ vào xin kẹo. Còn khi mà chúng ta tắt đèn có nghĩa là ra tín hiệu hết kẹo rồi, cho nên sẽ không có em nhỏ nào đi tới xin kẹo hết. Cho nên giờ này nhà người ta tắt đèn hết luôn cho nên tối thui luôn các em. Và đường nhìn cũng rất là ghê nữa. Bây giờ hai anh chị đang lái vòng vòng để xem coi có nhà ai trang trí ghê không thì quay cho các em xem luôn nha. Chắc lái cũng hơi xa các em, tại vì cái chỗ nhà chị Kimber thì người ta trang trí đơn giản thôi, chỉ có cái nhà đối diện là trang trí ghê như vậy thôi. Và khi mà mình lái xe ở trong ngày Halloween đó thì chúng ta phải thực sự rất là cẩn thận, phải quan sát đường rất là cẩn thận luôn, tại vì những em nhỏ đi ra đường phố xin kẹo rất là nhiều. Cho nên chúng ta phải lái xe cẩn thận, nếu không thì sẽ tông vào các em nhỏ đó, rất là tội nghiệp. Và người ta làm một cái kiểm tra nghiên cứu các em, thì những em nhỏ bị xe tông nhiều nhất trong năm vào ngày Halloween luôn á, vào tối Halloween luôn. Cho nên mọi người lái xe phải thực sự cẩn thận. Và các em nhỏ ra đường cũng nhớ quan sát trước sau nha, kể cả những em ở Việt Nam luôn. Đi học các em nhớ đi cẩn thận nha, đi chơi cũng vậy luôn. Wow, bây giờ thì lái hơi xa này các em. Halloween xong người ta sẽ trang trí cho Noel. Trang trí Noel thì rất là đẹp luôn á. Wow, tối thui luôn, chị chỉ thấy cái đèn thôi. Okay. I'm gonna turn around and bring it on your side. Giống như là thành phố ma quái hả các em? Khu vực này thì rất là sáng. Chắc là người ta đang có tiệc nè. There's a lot of people lined up at the door to get candy. Let's get out. Oh my god, that thing moved. I'm just gonna park on the side here. Anh đi sẽ đậu xe bên đường và bây giờ chúng ta hãy ra xe và vào xem cái nhà Halloween này nha. Hình như người ta đang có tiệc Halloween đó kìa. Wow, một sân cỏ luôn, toàn là đồ Halloween thôi. Is that a real person? Or? Swinging in the tree? Yeah, that's so weird. That's not real. That's not a real person. It's a doll. It's not a real person. It's a kid. It's so funny. That doll over there just asked me if I want to play swinging on the tree.
quit. No, I'm out of here. Yeah, I quit. Honey, go. Take me around. Huh? Like... Wow, trái bí này các em. Rất là nhiều trái bí luôn. It's a family of pumpkins. Honey, can you fan me? Có con búp bê bên đó, hồi nãy cái cô kia nói là cô đó đi vào trong đây xem và con búp bê nó hỏi là có muốn chơi đùa không, thì cái cô đó rất là sợ luôn. Ghê quá. Wow, con rồng rất là to. You stepped on the wire? Mấy cái gì điện đó các em. Bây giờ chúng ta sẽ qua trước nhà nha. Bây giờ sắp vào mùa đông rồi cho nên nó rất là lạnh luôn đó các em. I think they have a party. I like how he's like, I like it. I have it. That's so cool. I can get it on the phone. Yeah, I'll videotape the yard. I had to, but oh my god, this is great. Wow. And there's some looking. Yeah. Oh, it's a cat. They got the little thing over there. There's some, over there by the door. They have some skeletons. Their eyes light up and they play in the ukulele. It's crazy. Wow. The whole yard is just crazy. I know, this is a good setup. Yeah. Oh my gosh. Cái cô hồi nãy nói chị Kimber và nó đi đi qua phía đằng trước nè, có những cái sinh sọ đang chơi đàn á. Wow, cái nhà này rất là ồn luôn các em. Tại vì người ta đang có tiệc Halloween nè. Tiệc Halloween dành cho các em nhỏ đó. Và người lớn nữa. Wow. Let's go. Wow. Let's go. There's the little one and the big one. Yeah. That's nice. Wow. That's good. Bây giờ thì hai anh chị đi về đây. Trên đường về thì ghé mua thức ăn nhanh, ăn xong rồi ngủ. Các em đừng quên cho video này một like thật to nha. Và em nào chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký để trở thành Bí Kim Bên tiếp hơn và không bỏ qua những cái video như thế này nữa. Và các em nhìn xem cái đường đi về rất là ghê luôn á. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào video sau. Bye bye, love you.